Thời gian qua, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã triển khai nhiều giải pháp phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng bền vững, trong đó có phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch. Đến nay Bến Tre có 57 làng nghề được Quỹ ban nhân dân tỉnh công nhận là ngành nghề nông thôn, trong đó có 39 làng nghề nông nghiệp và 18 làng nghề tiểu thủ công nghiệp, 20 làng nghề truyền thống, trong đó có 12 làng nghề tiểu thủ công nghiệp và 8 làng nghề nông nghiệp. Ngoài ra, Bến Tre có 200 sản phẩm của 78 chủ thể được chứng nhận ô cốp, gồm có 110 sản phẩm đạt 3 sao, 90 sản phẩm đạt 4 sao. Trong đó có 16 sản phẩm tiềm năng 5 sao đã được Quỹ ban nhân dân tỉnh trình trung ương xem xét phê duyệt. Đồng thời, ngành nông nghiệp đã tham mưu Quỹ ban nhân dân tỉnh công nhận hai sản phẩm ô cốp thuộc nhóm sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch gồm dịch vụ lưu trú du lịch của công ty trách nhiệm hạn La Villa de Coco nông trại hải dân sân chim dầm hồ của công ty trách nhiệm hạn du lịch sinh thái hải dân về phát triển du lịch nông nghiệp bến tre đang khai thác và phát huy thế mạnh với nhiều loại hình sản phẩm du lịch nông nghiệp như du lịch tham quan các vườn dừa dùng sản xuất cây giống qua kiển vườn cây ăn trái du lịch biển kết hợp với tham quan tìm hiểu hệ sinh thái rừng ngập mặn tham quan và trải nghiệm nghề và các làng nghề truyền thống thưởng thức những món ăn đặc trưng gắn với dừa và loại hình du lịch homestay thời gian qua cũng phát triển khá nhanh Toàn tỉnh hiện có 41 homestay tập trung ở các huyện Châu Thành, Chợ Lách, Dòng Trơm và thành phố Bến Tre với sức chứa trên 1.000 khách. Thời gian tới, Bến Tre sẽ triển khai kế hoạch cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tổ chức lại sản xuất nông nghiệp trên cơ sở điều chỉnh đồng bộ quy hoạch kết quả sử dụng đất, khuyến khích phát triển các nghề mới phù hợp với điều kiện địa phương theo chủ trương, mỗi xã một sản phẩm ô cốp, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất an toàn được chứng nhận cáp, để nhanh tiến độ thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, củng cố và xây dựng các tổ hội nghề nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã tham gia vào chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp, hướng dẫn hỗ trợ xây dựng thương hiệu nông thôn của tỉnh, tăng cường giám sát, quản lý mã số dùng trồng, nhận diện thương hiệu sản phẩm đặc trưng của tỉnh.